Hello mọi người, hôm nay mình sẽ test bơm chìm cho mọi người xem ha. Thì có một số khách hàng thắc mắc á, thì sợ điện giật này, rồi là lưu lượng như thế nào, thì bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem luôn trực tiếp nhá. Hôm nay khách hàng đặt hàng hơi bị nhiều, 90 con máy á, mình sẽ test này. Thì hôm qua chủ nhật không test được á, thì đâm ra bây giờ sáng nay mình sẽ test cho gửi cho khách hàng. Cụ thể là mình sẽ test cho mọi người xem luôn nha mọi người, bơm chìm rồi điện giật nha. Thì trả lời một số khách hàng cũng như có một số khách hàng thắc mắc. Bây giờ mình test thực tế luôn cho mọi người xem. Thì hôm nay sáng nay là có một khách hàng mua 4 con 1000W. Cắn hở nhá, bơm lưu lượng. Này về bơm nước thải cũng như là bioga. Và mọi người bơm ao hồ sông ruộng thì mọi người bơm lấy cắn, nếu mà đẩy cao tầm 1-2 m, người cây lấy cắn lưu lượng nhé. Cái lưu lượng để cho nó nước ra cho nó nhiều, nước ra nhiều nhá. Lỡ mấy có rác hoặc là bùn thì nó vẫn hút được nha mọi người. Này là bơm chìm nồi điện nhật ha. Thì mình đã chuyển thành điện 220 rồi, điện 220 rồi. Mọi người mua về là dây nguồn là 5 m này, ha. Mọi người mua về cắm điện vào là xài thôi nhá. Còn lúc bán thì mình có một cái đầu răng như vậy ha, cái đầu răng như vậy này. Răng vậy thì kết nối vào đây ha. Còn cái ống 1000W thì ống 40, ống 60 và 750W thì ống 49 ha. Mọi người có ống gì thì mình xài ống đó, nhưng những ống càng to thì nó nước nó ra càng mạnh nha mọi người. Thì nếu mà bất đắc dĩ không có ống to thì mình xài ống nhỏ cũng được. Thì mình chịu khó đó, thì cho nó phù hợp thì nước nó sẽ ok hơn nha mọi người. Bơm chìm nồi điện nhật ha. Thì 4 con này thì hình dáng nó thì cũng rất là khác nhau nhá. Mỗi loại là một khác, nhưng mà công suất thì nó bằng nhau, nhưng mà lưu lượng nước bằng nhau, nhưng mà cái hình dạng thì nó sẽ khác nhau nha mọi người. Nên bơm chìm nồi điện nhật nó cũng rất là đa dạng ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem nhé. Đầu tiên là test 4 con lưu lượng trước nhá, ra 60. Còn thì con này là 1000W áp này, con này là 1000W áp nhá, con này là áp này. Phải 5 HP 1000W nha mọi người. Đây, đang ra lưu lượng nè. Đó, lưu lượng khủng nha. Đó, ra 60 nè. Được, quá mạnh luôn. Bơm chìm nồi điện nhật nha mọi người. Này mình đang test là 1,5 HP lưu lượng bơm chìm nồi điện nhật ha. Đó, điện 220 dây nguồn 5 m. Ở hàng mà nồi điện nhật thì mọi người biết rồi, nồi điện nhật mà, thứ nhất là giá rẻ, thứ hai là chất lượng cao. Giá rẻ mà còn được xài hàng nhật nha mọi người. Mọi người biết hàng nồi điện mà, hàng nồi điện thì như máy lạnh, tủ lạnh, cái nồi cơm điện, quạt điện, tất cả mọi thứ về điện tử nó xài rất là ok nha mọi người. Nhật mà giá này vừa rẻ mà chất lượng lại cao, mà được xài hàng nhật nha mọi người. Mình thì chuyên bán cái này, giá xỉ giá rẻ, ship toàn quốc nhé, uy tín, bảo hành chú đáo nha mọi người. Quan trọng là hư hỏng máy mốt có đồ phụ kiện phụ tùng rồi mọi người thay thế sửa chữa. Cái bơm nồi điện nhật này mọi người phải mua phải đúng chỗ nhá, để cái chỗ chuyên làm thì mới làm được nha mọi người. Nhiều khi hư hỏng là không có sửa được nhá, rất là khó, cũng như là phụ kiện phụ tùng không có thay thế nha mọi người. Còn thì mọi người cũng cần thì alo cho mình nha, mình có đủ các loại công suất máy nhá, từ 400W cho đến 15 người, 20 người nha. Gia đình với công nghiệp nhé, áp tưới này, bét này, đua ga, hút giếng khoan, giếng đào, hút giếng đào, ao hồ, sông ruộng nhé, tưới bét. Rồi bây giờ mình sẽ test con tiếp là test con áp cho mọi người xem nhé, con áp nhé. Con này là con lưu lượng này, thì ba con này lưu lượng nó giống nhau hết ha. Mình còn giờ mình test con áp nhé. Còn trước khi gửi cho mọi người thì mình sẽ test như vậy này, test như vậy một vài tiếng hồ để mình kiểm tra này, cái điện này, rồi là dầu này, rồi tất cả mọi thứ nha mọi người, rồi lưu lượng nước, mọi người yên tâm nha. Đây mình coi, mình rờ này,
mình rơi thấy không? Đó, mọi người bảo sợ dịch mà bao dịch nhá. Máy này không sao hết nhá. Ok nha mọi người, bao dịch bao tròn nhá. Rồi con này là áp nhá, này áp này, 1000W áp nhá, ly tâm. Tiếp tục áp nha mọi người, điện này, điện là điện 220 nhá, cắm được tiếp vào này, ok chưa? Dòng nó chỉ chạy được tầm 4-5A thôi, nên tiết kiệm điện nhá. Quá mạnh, đó áp này. Đó, cái lực nước ra rất là mạnh nha, này, đó. Mạnh lắm nha mọi người. Cái này mình đang xài ống 49 á, còn mình xài ống 34 á, nó rất là mạnh. Nó mạnh tới ngoài kia luôn đó nha mọi người. Đặc biệt cái dòng bơm chìm nội địa Nhật này á, là nó tiết kiệm điện nha. Nhưng mà người xài của Trung Quốc chẳng hạn thì một giờ là bơm vì một ký điện á, thì bài Nhật này tầm khoảng được nửa ký thôi nha mọi người, rất tiết kiệm điện nha. Đó, còn cái chỗ nào mà điện yếu á, không đủ 220 á, như mà 201, 201, 200 mọi người. Đó, nên rất là hay nhá. Mọi người ở xa ở vùng sâu á, thì điện yếu xài rất ok nhá. À, như con này là 400W này ha, này 400W này, 400W này, 750W này, 750W ha, 1000W ha. Đó thì có bơm lưu lượng này, bơm áp tưới bét ha, nhất là xài cho hồ cá hoặc là các cái hòn non bộ thì rất ok nhá. Này là mọi người cần thì alo cho mình 0906 329 728, mình ship toàn quốc nhá, uy tín chất lượng nhá, giá rẻ, hàng chính hãng nội địa Nhật nha mọi người. Đó, mình sẽ test như vậy nè, test như vậy một con như vậy mình sẽ test tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho nó chạy vậy ha, để mình kiểm tra. Đó, thứ nhất là dòng điện nè, thứ hai là cánh lưu lượng nước ha, để coi có bị rò rỉ hoặc là có bị gì không, rồi mình mới gửi cho khách hàng ha, nên mọi người yên tâm. Nói chung là làm ăn mà cái gì cũng vậy, phải có nghề nhé, phải có nghề, có tâm, phải có tâm nữa nha mọi người. Bơm chìm nội địa Nhật. Sáng nay thì trời rất đẹp nhé. Mình đi ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Mình là ship toàn quốc nhé. Mọi người cần alo cho mình 0906 329 728 hoặc kết bạn Zalo điện nước toàn phát. Thì mình sẽ báo giá cũng như gửi hình test máy. Mọi người yên tâm nha, không cần phải suy nghĩ gì nha mọi người. Mình mua máy bên mình là mình đảm bảo uy tín. Không cần phải mọi người phải suy nghĩ cũng như là sợ mất này mất kia nha mọi người. Uy tín nha mọi người.